đang chuẩn bị nè mấy bạn, chuẩn bị đi ra chỗ tập trung á. Và bây giờ tụi mình tập trung ở ngoài cái chỗ sala bim đất sala quận 2 hôm bữa mình đi đó. Bây giờ chuẩn bị tập trung ra đó thì phải tập trung trước 4 giờ để xuất phát, thì 4 giờ sáng nha, xuất phát từ đây đi Phan Thiết nha mấy bạn. Bây giờ đi đã chứ để không kịp là mất công bị chửi đó, bị cho là không có uy tín đó, tập trung không đúng giờ đó, buồn ngủ quá chịu không nổi không. Ok.
thực sự bị hồng luôn đó, thì cái đêm này nó gần hết pin rồi. Lại đây với anh nè.